vào tim em ôi băng giá. Trời mùa đông mới vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa anh không đến, đường vào tim em mây giăng kín. Bàn chân anh trên lối đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình. Có khi cho ta quên cuộc tình, từng cơn mưa hát hiu bên ngoài sông xưa. Lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoài em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay, đường vào tim em bao con sóng, để tình anh sang bến xuân hoa mộng. Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Vào tim em môi băng giá, trời mùa đông mới vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa anh không đến, đường vào tim em mây giăng kín. Bàn chân anh trên lối đi không thành, những đêm khuya mưa buồn một mình. Có khi cho ta quên cuộc tình, từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa. Lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn đang thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Vào tim em bao con sóng, đầy tình anh xa bến xuân hoa mộng. Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa, lắm khi mưa làm hồn ta nhớ mãi ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn âm thầm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ, vẫn tiếng buồn xưa. Ôi bàn tay ai đã dắt em chiều nay, đường vào tim em bao con sóng, để tình anh xa bến xuân hoa mộng. Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Trái tim em muôn đời lạnh lùng, hỡi ơi trái tim mùa đông. Trái tim em muôn đời lạnh lùng. Như em đã chia sẻ các bác rồi thì xăm xui, ví dụ như dòng đầu bảy này thì nó trên dưới một chục đời cơ. Do đó các bác hỏi thì các bác cố gắng hỏi phun mãi cho em nhé. Thì hôm nay em giới thiệu với các bác em này thì khá là hiếm. Đây là dòng 707. Đây là 707 nhưng mà nó là dòng FXA. Đấy. Tại sao mà cái dòng này nó ít? Bởi vì thực ra số lượng nó không có nhiều. Và dòng này thì cái chất âm của nó, đặc trưng của nó là nhẹ nhàng, chi tiết, chứ nó không phải uy lực, bạo lực kiểu như những dòng 707 khác. Đấy. Các bác nhìn từ cái thiết kế vỏ gỗ đó nhé. Đằng này thì nó là sắt này. Em này sở hữu 4 tụ lọc. Chiếc này về trong tình trạng đẹp, nguyên zin, điện 100V, công suất 250W. Và trong cái họ nhà 707 thì đây là một em có thể gọi là ngon mổ rẻ nhất. Thậm chí nó còn êm hơn những cái dòng, một số dòng 607.
Đấy, và dòng này sẽ phù hợp cho anh em thích cái độ chi tiết sâu lắng, chứ không phải là thích cái kiểu dạng rầm rầm. Bản thân em này các bác nhìn thiết kế của em nó cũng bỏ hẳn lao lớt. Người ta chỉ thiết kế cái phần cắt tần cho loa giải tép, cắt tần cho cái giải bass để tăng lên cái độ chi tiết và để thích hợp được nhiều những dòng loa khác nhau. Đấy, dòng này là như vậy nhé. Anh em nào có nhu cầu nghe cái chất nhạc như vừa em vừa nói ấy, đấy, thì nên nghiên cứu con này. Tất cả những cái dòng âm ly ấy, nhìn chung người ta sản xuất ra thì người ta đều có những cái khuyến cáo về cách sử dụng. Đấy, do đó nếu mà các bác biết cái mục đích sản xuất cái model để ra ấy, nó nghe những cái dòng nhạc gì ấy, thì các bác lựa chọn nó sẽ hợp lý hơn và không phải đầu tư nhiều. 707 Epicha là một dạng như thế nhé các bác nhé. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo. Bây giờ mời các bác nghe thêm khoảng 2 phút nhé. Em đang ghép nó với cả JBL 910 đây. Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng, bởi mình nghèo nên chi đứng nét ngoài sân. Ôi tình xưa đã phai, nay bàn tay nàng đang với ai? Em giờ đây đã quên mối tình thơ ấu. Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau. Riêng mình thôi ôm lấy ngàn nỗi đau. Tình ơi sao có câu đời lắm bề dâu, nên cuộc đời nỡ lấy mất mối tình đầu. Tình em như bóng mây trôi hoài thôi, muôn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôi. Em giờ vui áo hoa, tôi nhìn em lòng đau xót xa. Âm thầm tôi đứng im nỗi buồn soi đá. Ngại nên đứng xa, thôi đành ôm đuôi tiếc một giấc mơ. Em giờ đây đã quên, bởi vì tôi nghèo sao với nên bao ngày. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác. Lưu ý là em này điện 100V nhé, hàng nhật xịn.